sao lại có một tên đứng ngây ngốc ở một chỗ vậy? Đây là muốn từ bỏ cơ hội trốn thoát sao? Tên binh lính này, ngươi bị ngu sao hả? Tiểu lão đệ, mau chóng chạy đi. Đó là Nhật Nguyệt Tiên Cảnh, ngươi sẽ bị nổ banh xác đó. Tên nhóc này ngu quá rồi. Tiêu rồi, lần này tiêu thiệt rồi. Trận pháp của chủ thành nhất định sẽ bị phá hoại rất lớn. Hả? Chờ đã, trận pháp không sao. Vụ nổ vừa nãy có vẻ không giống như vụ nổ của lúc trước. Hai kẻ địch đó không có tự sát thành công, hơn nữa còn bị tên binh lính đó đạp ở dưới chân. Tên binh lính này không phải chính là cái tên binh lính tan ca khi châu chủ đi tuần tra sao? Hình như tên là Tô Nghiêm Cẩn thì phải. Cùng mẹ nhà nó chứ, hắn không phải là địa tiên sao? Bộ địa tiên mạnh tới vậy hả? Tiểu lão đệ thì đã lợi hại như vậy. Ta còn tưởng tiểu lão đệ là đồ ngốc, nhưng thì ra chỉ là hắn lừa chạy mà thôi. Mẹ nó, tên này lợi hại tới vậy sao? Đội trưởng Trương Thành, vậy thì có khi nào thái độ của mình đã bị hắn ghét rồi không? Tô Nghiêm Cẩn, ngươi, xin hỏi thực lực của ngươi rốt cuộc là cái gì? Địa tiên. Không thể nào, hai tên dưới chân của ngươi là Nhật Nguyệt Tiên Cảnh mà. Đây là... có mười mấy luồng sức mạnh. Đang xông tới bên này. Một lũ vô dụng. Có trận động đất, lẽ nào Đại Nhật Tiên Châu tiến vào đây rồi? Lẽ nào tiền tuyến đã bị phá hủy? Ta vẫn chưa muốn chết. Tiểu rồi, trận pháp bị phá hủy rồi. Bọn họ đang tấn công về phía chủ thành. Một tu sĩ mới bước vào Nhật Nguyệt Tiên Cảnh như ta, cộng thêm vết thương do vụ nổ mới nãy, ta giống dĩ không tài nào ngăn bọn chúng lại được. Tình là Tiên Châu, cứ phải kết thúc như vậy sao? Tô Nghiêm Cẩn. Đúng vậy, vẫn chưa thể từ bỏ hy vọng. Tô huynh, ta có hai tiên khí cao cấp, ngươi cứ cầm lấy mà sử dụng đi. Châu chủ, trước cửa thành số 9 có mười mấy tên cường giả Đại Nhật Tiên Châu đang xông vào trận pháp bảo vệ cửa thành của chủ thành. Ta với Tô Nghiêm Cẩn đang cố gắng ngăn cản bọn chúng, ngài mau tới đây đi. Cái gì? Chẳng trách ta mới vừa bế quan xong thì nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn như vậy. Đợi đã, Tô Nghiêm Cẩn là ai chứ? Tô Nghiêm Cẩn là binh lính ở cửa sâu chính của chúng ta, chính là cái tên binh lính chuẩn bị tan ca vào lúc ta với ngài đi tuần tra đó. Ngươi đang giỡn với ta hả? Ngươi cũng với một tên địa tiên đang ngăn cản bọn chúng. Cho dù là chủ thành thất thủ thì ngươi cũng không cần đập mạng, mau chóng quay lại đây cho ta đi. Cái tên gian trừng, bộ không cần mạng nữa sao? Kéo theo một địa tiên để đánh mười mấy Nhật Nguyệt Tiên Cảnh. Đây không phải là đi nộp mạng sao hả? Chúc mừng, sau này ta phải gọi ngài là châu chủ rồi. Nghe thôi đã thấy khó chịu rồi, cứ gọi theo cách của lúc trước đi. Đừng nói như vậy chứ, châu chủ, sau này hai chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ mảnh đất Tiên Châu này. Làm ơn đó. Gian trừng, ngươi không thể chết. Làm ơn đó, ngươi nhất định phải sống sót. Dài ngắn khác nhau, rác rưởi, chứng rối loạn ám ảnh thời kỳ cuối.
Đó là chí bảo của ta đó. Người đang làm cái gì vậy? Đó là dùng để giữ mạng đó. Đi chết đi. Cái gì? Lần này chúng ta chết chắc rồi. Giang Trừng, Tiểu lão đệ, Phó châu chủ. Không, Giang Trừng chết rồi. Trận pháp cũng bị phá hủy rồi. Tất cả mọi người nghe theo lệnh của ta, chuẩn bị quyết chiến một trận sinh tử với bọn chúng. Dân quyết chiến một trận sinh tử. Không đúng, các người mau nhìn kìa. Đó là cái gì chứ? Quả cầu đó đây không ngừng thu nhỏ lại. Đó là Phó châu chủ, còn có Tù Nghiêm Cẩn. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Có chuyện gì vậy? Tại Tinh La nhỏ nhoi này, chúng ta nên không có đối thủ mới đúng chứ. Lẽ nào bọn họ có báu vật cấp cao gì đó chăng? Con mẹ đó. Người vô địch mẹ nó rồi. Luồng năng lượng mạnh vậy mà lại bị ngươi nắm trong tầm tay. Nếu không phải do ngươi vừa nãy giơ tay để dừng lại đòn tấn công, thì ta còn tưởng ta phải đi gặp cha mẹ đã mất rồi. Chẳng trách ngươi lại dứt hai tiên khí đó, thì đa là bởi vì ngươi không cần dùng tới nó. Mẹ nó, cường giả giống như vậy, không ngờ lúc trước lại bị nhốt ở trong ngục tù. Hắn sẽ không oán hận bọn mình đâu ha. Lão đại, không ngờ đòn tấn công hợp lực của chúng ta lại bị tên nhóc đó biến thành đồ chơi. Chúng ta nên rút lui chứ. Chỉ có thể như vậy thôi, chúng ta rút lui. Quả cầu của các ngươi không có được tròn trịa. Ta đã do tròn lại giúp các ngươi rồi nè. Con mẹ nó! Mẹ nó, chết hết rồi. Đây là cảnh giới gì vậy? Một mình Tôn Nghiêm Cẩn có thể giết chết mười mấy cường giả Nhật Nguyệt Tiên Cảnh một cách dễ dàng, giống như giết gà vậy. Ta quýnh hai tên thôi thì đã đủ đăng xuất khỏi trái đất rồi. Vậy thì không phải Tôn Nghiêm Cẩn muốn giết mình thì dễ như trở bàn tay sao? Tập phim hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ kinh phí edit dịch truyện cho team bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc donate nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo chuyện ra sớm nhất.